Thần tài gọi tên cho lộc tuổi Quý Mão 1963, trả sạch nợ nần, tìm về ngập két, giàu nứt đố đổ vách, đổi đời đại gia, một bước lên tiên, đếm tiền không xuể. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tử Vi trên kênh Phú Quý Phát Tài. Quý vị thân mến, nhắc đến nghèo khổ thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ. Tuy nhiên, khi được biết trước vận mệnh thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu để phòng tránh tai ương hiểm họa. Bởi tâm lý chủ quan, đến đâu hay đến đó mà nhờ người lâm vào đường cùng túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp, để rồi tháng ngày về sau phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến mức này chỉ còn có số ít người phúc dày mạnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió và đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy phải làm sao để đón lành tránh dữ, đi đến bến bờ bình an đây? Thưa quý vị, có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại, thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình, thì quý bạn hãy mạnh dạn mà nắm bắt. Nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý, bám thân không thể cản nổi. Đặc biệt, các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, con giáp tuổi Quý Mão 1963, cực may, cực đỏ, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng. Dù trước đây có nhiều khó khăn như thế nào, thì tháng này là thời điểm rực sáng, công danh, thăng tiến, tài lộc vượng phát, gia đạo ấm êm và sức khỏe dồi dào. Để biết được vận trình may mắn trong tháng của quý bản mệnh tuổi Quý Mão, thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu và chiêm nghiệm luận giải chi tiết của Phú Quý Phát Tài quý vị nhé. Trời sinh tuổi Quý Mão là những người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn biết sống vì người khác. Không giống như những con giáp khác, tuổi Quý Mão không quá tham vọng. Điều họ mưu cầu nhất chính là một cuộc sống bình yên đầy đủ, không cần quá giàu sang có, nhưng muốn gì cũng có. Từ bé, tuổi Quý Mão đã ý thức được rằng trong cuộc sống không ai cho không điều gì. Muốn đạt được thành công, bạn phải nỗ lực rất nhiều, phải bỏ sức mới tìm được thứ cho riêng mình. Tử vi học có nói tuổi Quý Mão có lúc rất vất vả, nhưng rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt trong tháng 8 âm lịch năm 2023 này, họ sẽ cảm nhận được mọi thứ đang dần thay đổi. Tuổi Quý Mão không tham vọng giàu có, nhưng họ sẽ tìm được cơ hội làm giàu. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Quý Mão không những gặp được nhiều cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp, mà còn tìm được quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa, càng về hậu vận càng sung túc viên mãn. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm của cô bác Quý Mão sinh năm 1963, Phú Quý Phát Tài sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách người tuổi Quý Mão có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Quý Mão thường có tính tình hiền hòa, đôn hậu, có khả năng thích nghi tốt với xã hội. Điểm yếu của họ là tính cách tương đối rụt rè, nhút nhát, nhưng đôi khi cũng khá bướng bỉnh, có cái tôi lớn. Họ dễ thỏa mãn với những gì mình đang có, thích sống an phận hơn là ganh đua với người khác. Là những người có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, nhưng đôi khi người tuổi Quý Mão lại gặp khó khăn trong công việc vì lập trường không vững vàng. Họ có thể dễ bị lay động bởi người khác. Khi đã tin tưởng ai, dễ sinh ra tâm lý ỷ lại vào người đó. Nếu mất đi chỗ dựa, họ thường cảm thấy bị tổn thương chán nản. Người tuổi Quý Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy, làm cho mọi người dễ hiểu lầm về bản chất của họ. Thực ra, họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định bất di bất dịch. Một khi đã theo đuổi điều gì, thì theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học xã hội, chính trị. Phụ nữ tuổi Quý Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn. Họ luôn cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Nữ mệnh rất thích ăn diện, đặc biệt họ có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Người tuổi Quý Mão nói chung không thích tranh đấu, ưa lối sống bình yên, ít thăng trầm. Mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa vời với người thân. Đôi khi không thích có gia đình, không thích gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Người đàn ông tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự. Lời nói cử chỉ luôn hòa nhã khiến mọi người luôn khâm phục sự thông minh cơ trí và nghe theo lời khuyên bảo của năm mệnh tuổi này. Vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột, nên đôi khi họ trở thành người nhu nhược. Trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Nói tóm lại, người tuổi Quý Mão sẽ vượt mọi trở ngại trên đường đi để vươn tới đích.
Họ là người không thích cuộc sống gia đình, nhưng khi cần họ vẫn có thể hòa nhập cùng mọi người. Trong cuộc sống, họ luôn tìm cách né tránh xung đột, mâu thuẫn, nhưng rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong cuộc sống và công việc, người tuổi Quý Mão rất xem trọng chữ tín và kỳ vọng nhiều vào đối tác. Họ sống có nghĩa khí và coi trọng sự công bằng. Tính cách thích sự minh bạch cũng là đặc điểm của những người mệnh kim bạch kim, thứ kim loại tinh khiết nhất. Vì sự trung thực nên đôi khi có thể bị kẻ tiểu nhân đố kỵ và hãm hại. Đây cũng là cơ hội để họ vượt qua khó khăn và trưởng thành hơn. Tiếp theo, xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của con giáp Quý Mão tháng 8 âm. 1. Về phương diện công danh sự nghiệp tuổi Quý Mão, nam nữ mạng sinh năm 1963 tháng 8 âm. Tử vi tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, hàng loạt tin tích cực sẽ tới trong tháng này với tuổi Quý Mão, đặc biệt là ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này có được nhiều may mắn khi vận trình khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ nhiều bề. Cục diện tam hợp kết hợp với thiên ấn cát tinh nâng đỡ giúp các kế hoạch của bản mệnh tiến triển êm xuôi thuận lợi. Cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt khi bản mệnh được giao phó nhiều trọng trách quan trọng, thể hiện vị thế của mình trong tập thể. Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, bạn đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Công việc như ý, lương tăng, tiền thưởng là điều tất yếu. Đặc biệt, quý nhân cũng xuất hiện trong tháng này, mang lại cho mệnh chủ nhiều sự trợ giúp mang tính chuyển ngoặt. Nhờ vậy, bạn có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình. Quý nhân cũng giúp những người đang trong tình cảnh bế tắc và vô định có thể tìm được lối đi mới cho mình. Dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình. Có thể thấy sau những vấp pháp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ. Khó khăn với bạn chỉ mang tính tạm thời vì bản mệnh không bao giờ chấp nhận cúi đầu bỏ cuộc. Càng gian truân, bạn lại càng muốn đương đầu để khai phá tiềm năng của mình. Ngoài ra, bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn, nên hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, triển khai dự án. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thận trọng với hung tinh ngũ quỷ. Tuy mức độ ảnh hưởng có thể không quá lớn do các tinh của bạn trong tháng này khá mạnh, nhưng nếu chủ quan, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bao công sức của bạn tan thành mây khói. 2. Về phương diện tài lộc tuổi Quý Mão nam nữ mạng sinh năm 1963 tháng 8 âm. Tài lộc của tuổi Quý Mão có sự thăng tiến khi bước sang tháng mới. Không chỉ khoản thu chính, con giáp này còn có thêm thu nhập từ các khoản thu phụ. Bán hợp thái tuế báo hiệu, tuổi Quý Mão nhận được nhiều sự hậu thuẫn trong công việc. Nhờ vậy, bạn có thể phát huy một cách cao độ, giành lấy những gì xứng đáng. Trong khi đó, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận, nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm. Với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn đâu. Có điều, dù công việc có thuận lợi đến mấy, bạn cũng chớ coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất, hãy luôn kiểm tra mọi việc đã làm thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền để sửa chữa sai lầm. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định. Quý Mão chớ nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Thêm nữa, cũng bởi con giáp này biết cân đối lại kế hoạch tài chính của mình, tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết. Nhờ vậy, các khoản tích góp cũng tăng lên mỗi ngày, đảm bảo cho bạn một tương lai đủ đầy, không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. 3. Về phương diện tình duyên gia đạo tuổi Quý Mão, nam nữ mạng sinh năm 1963 tháng 8 âm. Chuyện tình cảm của tuổi Quý Mão nhìn chung khá ổn định. Các cặp vợ chồng đã biết cách vun vén mối quan hệ nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nhân duyên khác giới, tốt đôi khi cũng đem tới cho bạn một vài rắc rối. Có điều chỉ cần bạn luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí bạn còn có thể biến những mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp kinh doanh. 4. Về phương diện sức khỏe, tuổi Quý Mão nam nữ mạng sinh năm 1963, tháng 8 âm. Đây có thể coi là một tháng vượng vận khí với người tuổi Quý Mão ở phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm. Song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Tháng này, nguyệt lệnh lâm bệnh lại có thiên nguyệt chủ, ốm đau tác động. Con giáp này có dấu hiệu lao lực,
dễ ôm vặt, không được điều trị dứt điểm, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý, ảnh hưởng của hung tinh có thể gây chấn thương, họa huyết quang bất ngờ. Tháng 8 âm này, sao nhị hắc chủ ốm đau, bệnh tật bay về phương chính nam. Tại đó, tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên. Xem đến đây, chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 8 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt được vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được phú quý phát tài vén màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi quyết định vận mệnh hung cát tuổi Quý Mão. Sức khỏe suy nhược. Có thể lực của con người tuổi Quý Mão có dấu hiệu suy giảm, dễ mắc các bệnh vặt, nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm, sốt, ho. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến hỏa huyết quang, động chạm, dao kéo, mổ xẻ. Cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, nữ mệnh cần chú ý các bệnh phụ khoa. Tuổi Quý Mão cũng cần quan tâm tới sức khỏe của người thân, đặc biệt là người lớn tuổi. Nếu người lớn tuổi trong nhà có dấu hiệu khó chịu bất thường, cần phải đưa đi khám sớm để kịp thời chữa trị, đề phòng chắc bất chắc. Về vấn đề đường tiêu hóa, bản mệnh cũng không thể chủ quan, nên hạn chế ăn hàng quán, thay vào đó là xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học để giảm áp lực cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Có kẻ ghen tị. Theo quẻ vận hạn 12 con giáp tháng 8 âm, người tuổi Quý Mão cần chú ý sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến của bạn, thậm chí biến bạn thành con giáp dễ vướng vào thị phi. Đôi lúc mệnh chủ cảm thấy tinh thần sa sút, chán trường, muốn bỏ dở nửa chừng vì công việc trục trặc liên miên, nhưng hãy cố gắng giữ sự quyết đoán và nỗ lực của mình, rồi bạn sẽ tìm ra cách khắc phục thôi. Vừa rồi là những chia sẻ của Phú Quý Phát Tài về tổng quát vận hạn tháng 8 âm của quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là năm mạng Quý Mão sinh năm 1963. Một, sao chiếu mạng, tháng 8 năm 2023 âm lịch, năm mạng tuổi Quý Mão 1963 có sao kế đô chiếu mệnh. Sao này không tốt cho cả nam và nữ, nhưng người nữ thường bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nam mạng gặp sao này thì nên đi du lịch thăm người bạn thân, bạn bè ở phương xa sẽ là cách giúp tinh thần tốt hơn, không còn buồn phiền chán nản. Kế đô tỏa mệnh thì giống như vạn sự khởi đầu nan, mọi chuyện càng tiến triển tốt đẹp. Vì vậy, gia chủ cố gắng kiên trì, không tham vọng tài lợi, mà biết thương người làm việc thiện thì sẽ an lành nhiều thành quả. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi chọn đời lục thập hoa giáp năm Quý Mão 1963, gặp hạn địa võng chủ về xuất hiện nhiều nỗi buồn phiền, hiểu nhầm. Chính vì vậy, trong gia đình, nếu nói chuyện từ tốn, chia sẻ và bao dung, sẽ giúp không khí hòa thuận, tươi vui hơn và tâm lý của bản mệnh tốt hơn. Khi gặp hạn địa võng, bản mệnh không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối để đảm bảo an toàn. Nếu gặp xung đột nhỏ thì bản mệnh nên rộng lượng tha thứ với mọi người để đầu óc thoải mái và bớt suy nghĩ tiêu cực. 3. Tứ trụ, thiên thuận địa hung, xét tử vi Quý Mão 1963 nam mạng, tháng 8 âm lịch năm 2023, bản mệnh chủ về công việc ổn định, không hợp mưu tính lớn lao mà nên giữ ở mức trung bình. Bên cạnh đó, trong nhà có người đau ốm nên cần chú ý sức khỏe hơn. 4. Vận niên nam mạng là ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi non, ở núi sẽ xa loài người, lại có nhiều lá cây non xanh nên trâu sẽ không cần phải kéo cày và tấm thân khỏi cơ cực. Vì thế, vào vận niên này, gia chủ Quý Mão 1963 nên cẩn thận khi làm ăn đầu tư kinh doanh, chỉ nên làm những việc chắc chắn có lợi với mình. 5. Hóa giải sao hạn. Tháng này, bản mệnh Quý Mão 1963 vào 5 tuổi nên đầu tư vào 3 khía cạnh, thể, tâm, trí để hóa giải năm tuổi, nắm bắt các cơ may tốt đẹp. Thứ nhất, tập trung rèn luyện sức khỏe, thả lỏng tâm trí và yêu thương nhường nhịn trong gia đình. Thứ hai, tránh lao tâm khổ tứ về tiền bạc tài chính, sống thành tâm hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thứ ba, nam mạng tuổi này nên đi chùa cầu Phật, cầu bình an cho gia đạo, sức khỏe dồi dào, gia đình phát tài phát đạt. 6. Vật phẩm phong thủy. Trong tháng 8 âm lịch, sao chiếu mệnh có thể gây nên những tác động xấu, khiến cuộc sống gặp trở ngại. Vì vậy, quý bạn có thể sử dụng mặt Phật bản mệnh để tăng sinh khí, cải vận. Tiếp theo là nữ mạng Quý Mão sinh năm 1963. Một, sao chiếu mạng, tháng 8 năm 2023 âm lịch, nữ mạng tuổi Quý Mão 1963 có sao Thái Dương, hỏa tinh chiếu mạng. Nếu phụ nữ gặp sao này, chủ về có nhiều niềm an vui, may mắn, sẽ được lộc tiền bạc, kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi. 2. Hạn tuổi.
Trong tử vi tròn đời lục thập hoa giáp, nữ quý Mão 1963 gặp hạn địa võng là một hạn xấu. Quý bà 1963 nên hạn chế xuất hành xa vào giờ Tuất, ngày Tuất để tránh việc buồn. Ngoài ra, nữ mạng quý Mão gặp hạn này nên chú ý lời ăn tiếng nói, dĩ hòa vi quý để mọi việc được hanh thông. 3. Tứ trụ, thiên thuận địa hung sẽ thấy quý bà 1963 chủ về phát triển ổn định công việc, không hợp suy tính quá lớn, tài chính của bản mệnh trong tháng 8 âm sẽ có nhiều lộc, chú ý thêm về việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. 4. Vận niên, vận niên nữ mạng quý Mão 2023 là dương hồi ngàn, tốt. Ý nghĩa của vận niên này là rơi về rừng, chỉ việc có thể tự do tự tại mà không lo lắng nơi ăn chốn ở. Gặp vận niên này, nữ mạng 1963 có thể đón nhận nhiều tin vui, có môi trường sống tốt, tuy nhiên cần cẩn trọng trong việc đi lại và chi tiêu. 5. Hóa giải sao hạn. Vào năm tuổi 2023, mệnh chủ nữ quý Mão luôn giữ sự bác ái và tích cực trong tâm trí, dung nạp kiến thức để có thêm sự vững vàng trước mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, chăm chỉ luyện tập yoga và thể dục mỗi ngày nhằm xây dựng một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai, từ đó chủ động hơn, thành công hơn trong cuộc sống. 6. Vật phẩm phong thủy. Sao chiếu mệnh có thể gây nên những tác động xấu khiến cuộc sống gặp trở ngại. Vì vậy, quý bạn có thể sử dụng mặt vật bản mệnh để gia tăng sinh khí, cải vận. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Phú Quý Phát Tài đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. 1. Vận mệnh người tuổi quý Mão sinh tháng 1 âm lịch tháng riêng. Thời điểm này trong năm rơi vào tiết Tân Xuân là lúc nên hoan hỉ mừng đón xuân về, nên người tuổi quý Mão sinh tháng này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời, cuộc đời no ấm đủ đầy. Tuy nhiên, con giáp này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vạy ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ che chở thì số phận bớt long đong, nên tìm công việc thực tế, an phận làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. 2. Vận mệnh của người tuổi quý Mão sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi quý Mão sinh tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chập là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ sáng lạn sáng rỡ. 3. Vận mệnh người tuổi quý Mão sinh tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi quý Mão theo tháng sinh âm lịch, tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết thanh minh, trời đất giao hòa, phúc lộc tràn trề, bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Người tuổi quý Mão sinh tháng 3 âm lịch thông minh lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người. Xem vận mệnh của người tuổi quý Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ qua quá nhiều công sức. Không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mình muốn. Họ dựa vào chính sức mình, vào năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp. Phúc lộc từ cha mẹ, anh em chẳng được là bao, phải tự thân vận động, không trông cậy được vào ai. 4. Vận mệnh người tuổi quý Mão sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ trong năm. Tuy tiết trời chuyển sang nóng bức, nhưng cây cối lại sum suê tươi tốt. Xem vận mệnh của người tuổi quý Mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời. Tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng của nghệ sĩ, uyên bác đa tài, học rộng biết nhiều. Bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ, người sinh năm Mèo vào tháng 4 đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội. Học võ là tướng tài, mà học văn là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng. 5. Vận mệnh người tuổi quý Mão sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với tiết mang chủng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, chỉ cần là người tuổi quý Mão sinh vào tháng này đều công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi. Tuy tiền vận có phần khốn khó nhưng tới trung vận, hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai sánh bằng. 6. Vận mệnh người tuổi quý Mão sinh tháng 6 âm lịch. Giờ vào tiết tiểu thử trong năm, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ, hoa lá tốt tươi. Vận mệnh của người tuổi quý Mão sinh tháng này cũng theo đó mà hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát chỉ huy. Trên con đường công danh sự nghiệp, người này chăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, sức khỏe của người này cũng rất tốt.
họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của nhiều người xung quanh. 7. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người sinh tháng này tư chất thông minh, có ngộ tính cao. Dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc. Không phải trải qua đại nạn gì mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cắt lành như ý. Tài trí hơn người, nhân cách cũng chính trực, cao sang. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch có tài lộc dồi dào, cơm no, áo ấm chẳng bao giờ lo túng thiếu. Nếu theo con đường văn thơ nghệ thuật, họ có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài văn thơ ấy. Có điều dù làm gì cũng đều phải tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phúc mỏng chẳng được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. 8. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi. Sinh vào tháng này, người tuổi Quý Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép ức hiếp bất kể ai. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm khá tốt. Nhiều người có thể làm quan chức, bổng lộc đầy tay, công danh hiển hách, phú quý cho đến hết đời. Khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề nên con đường thăng tiến hanh thông rộng mở. Đường tài lộc của con giáp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điềm báo phát đạt. 9. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, sinh vào tháng này trong năm, ý chí của người tuổi Quý Mão không được kiên cường cho lắm. Họ có chút gì đấy an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến. Cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biếng, mọi sự đều nghe theo số định trời. Không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. 10. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, trời đất chuyển sang lạnh lẽo cô liêu. Người này từ nhỏ đã mang mệnh cô đơn, sẵn sàng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân mình. Tính cách có phần lập dị, họ sống cô độc, không thích các hoạt động xa xao, chỉ thích giấu mình trong một nơi an toàn không ai hay biết. Phẩm chất thanh cao, thậm chí có phần tự phụ, người tuổi Quý Mão sinh tháng này không quan tâm đến bất kỳ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào. Họ không thích nổi bật, không thích đứng xa trước chốn đông người. Tuy trong đời khó tránh khỏi những lúc hung hiểm, gặp phải nguy nan, song người sinh tháng 10 âm được quý nhân phù trợ nên đều có thể hóa nguy thành an, thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. 11. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết. Xem tử vi, người sinh tháng 11 âm có thể coi là mang mệnh đa tài đa nghệ. Họ thông minh, lanh lợi, tuy nhiên tổ nghiệp lạnh lẽo nên phải tha phương cầu thực, lập nghiệp nơi đất khách quê người. Anh em trong nhà sức hèn, lực mỏng, không giúp đỡ được gì nhiều. Bản thân họ cũng phải chịu nhiều nỗi đa đoan, chỉ mong người giúp đỡ mà không tìm được nơi để bấu ví vào. Tháng 12. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh tháng 12 âm lịch tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết Tiểu Hoàn trong năm, đây là người tư chất thông minh, đính ngộ, khéo léo, giỏi giang. Họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì. Nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng cái mai, tiêu diêu tự tại chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Quý Mão 1963. Trên thế gian, mỗi người đều có quyền theo đuổi chân lý và giữ vững đức tín, bất luận người đó giàu hay nghèo. Nhưng theo quan niệm của bản thân, người ta phân loại những người khác thành nhiều cấp bậc khác nhau. Người giàu coi thường người nghèo và một số quan chức kiêu cách, khinh bỉ người bình dân. Nhưng không có sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo dựa trên bản chất của sinh mệnh. Ngay cả nếu một người không sở hữu thứ gì trên thế gian này, chừng nào anh ấy, cô ấy còn không từ bỏ khát vọng, thì anh ấy, cô ấy sẽ vẫn hướng tới thành công, cho dù con đường là gian nan. Người nghèo nếu vẫn giữ tâm cầu đạo, thì ông trời nhất định sẽ không bỏ rơi anh ta chỉ vì anh ta nghèo. Chỉ cần anh ta nhất tâm hướng Phật, thì anh ta sẽ có thể thành công viên mãn. Cũng giống như hoa sen mọc lên giữa bùn nhơ. Vâng, thưa quý vị, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Cuộc sống này là vô thường, không ngừng biến đổi hàng ngày, hàng giờ. Ở cái tuổi 61, Quý Mão sinh năm 1963, không khỏi choáng ngợp và lo lắng, không biết làm sao bắt kịp với xu thế của xã hội. Nhiều cô bác than phiền với tôi rằng, đi qua sườn dốc cuộc đời quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều mà vẫn chưa được ngày nào thảnh thơi.
Đã vậy, bệnh tật không mời cũng tới, chẳng việc gì cũng mất ăn mất ngủ, cơ thể thì dần suy kiệt. Nhìn qua nhìn lại, bạn bè rơi rụng dần, chứng kiến không ít người qua mới gặp, nay đã rời xa, cõi đời không khỏi hoang mang lo sợ. Tuy nhiên, cô bác có biết không, tuổi Quý Mão là con giáp được đức năng thắng số, được trời Phật thương tình, ban lộc tới tấp. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2023, nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, con giáp này còn được quý nhân để mắt, ban cho nhiều cơ hội hốt vàng hốt bạc, thăng quan tiến chức. Cuộc sống bỗng chốc phú quý giàu sang, may mắn trên mọi lĩnh vực, từ sự nghiệp tài lộc đến gia đạo sức khỏe. Vậy, vận trình tuổi Quý Mão sẽ biến động như thế nào trong cuối năm? Làm thế nào để nắm bắt được cơ hội vàng, xoay chuyển vận mệnh, đi đúng hướng với sự bình an hưng vượng? Và bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Phú Quý Phát Tài theo dõi. Tiền trì mới nhất hé lộ vận trình tuổi Quý Mão biến động mạnh, vận may bám đuổi, sự nghiệp thăng tiến, bội thu tiền tỷ, giàu có hết phần thiên hạ trong 6 tháng cuối năm 2023. Vâng, thưa tiến chủ tuổi Quý Mão, có câu nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chắc hẳn, những tiến chủ đang hiện diện ở đây đều có một nỗi niềm ẩn sâu trong tâm trí có phải không ạ? Chúc mừng quý bạn đang có mặt trong phút giây hiện tại này. Những lời nhắc mệnh sẽ giúp cho bạn để lại những khó khăn bi kịch phía sau, chuẩn bị một vận trình đến tương lai, hưng vượng ở phía trước. Tử vi cho biết, phần lớn người tuổi Quý Mão mang tính tình thông minh, tốt bụng, hiền hòa, đôi khi yếu đuối, nhưng có lúc độc lập một cách đáng kinh ngạc. Bạn có tố chất làm thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, bạn lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, cái tôi cao, không thích bị phán xét. Lại đa nghi nên dễ bị cảm xúc chi phối mà cả giận mất khôn, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến những kẻ tiểu nhân vin vào, thừa cơ hãm hại, bôi xấu, đẩy đưa trong tình cảnh khốn cùng. Mệnh của Quý Mão muốn có thành tựu phải nỗ lực cố gắng, cày cuốc chờ thời, chăm chỉ thì hậu vận mới được tốt, lười biếng thì cuối đời gian nan. Bạn đã trải qua nhiều thất bại trong tiềm vận, giúp tôi luyện một tinh thần thép, nghị lực phi thường, chịu cả những thống khổ khó ai chịu được. Có một số tuổi may mắn nhờ được quý nhân chỉ giáo có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Đàn ông tuổi Quý Mão thường nghĩ lớn, nhìn xa trông rộng, quyết đoán, thét ra lửa ở chốn thương trường, nhưng về nhà lại có thiên hướng nhường nhịn, chiều chuộng các thành viên trong gia đình. Bề ngoài lạnh như tiền, nhưng thực ra Quý Mão sống rất cảm xúc và tình cảm. Người tuổi này có trách nhiệm, tuy nhiên lại hay do dự, khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Khá cứng đầu và bướng bỉnh nên nhiều khi trâu chậm uống nước đục, của ngon vật lạ bị thiên hạ lấy đi cả mới về tay mình. Bản mệnh không thích chịu thua ngoài xã hội, nhưng với người thân bạn bè, bạn luôn nhường nhịn và luôn nhường phần thắng cho mọi người. Người tuổi Quý Mão tính tình thẳng thắn, rất ghét quanh co và những kẻ dối trá. Một khi gặp ai xấu tính, bạn không chấp, không để bụng nhưng sẽ luôn đề phòng cảnh giác, không dễ tin tưởng như ban đầu. Niềm tin trong một mối quan hệ đối với họ rất quan trọng. Quý Mão không thể ngồi yên, đứng nhìn những người yếu thế bị bắt nạt. Họ sẽ đứng ra bênh vực và bảo vệ, lắm lúc vì bao đồng mà gây ra áp lực rắc rối cho chính mình. Nhờ làm việc rất trách nhiệm, khi làm công ăn lương, Quý Mão thường nhận được sự tin tưởng từ cấp trên, từ đó được giao nhiều trọng trách quan trọng. Tuy nhiên, Quý Mão hay tham công tiếc việc mà ôm đồm quá nhiều, gây ra suy giảm sức khỏe, không có thời gian chăm lo cho gia đình. Người tuổi Quý Mão thường rất hấp dẫn bạn bè hay bạn đời của mình bằng tính cách bộc trực bản năng. Vì vậy mà người tuổi này thường bị ghét trước yêu sau, giúp tạo dựng được mối quan hệ thân thiết, kéo dài xuyên suốt cuộc đời. Người tuổi này mang mệnh phú quý ở hậu vận, đi về sau mà cán đích trong niềm hãnh diện, tự tay gây dựng sự nghiệp, tự lực mà thành nên thành quả đạt được vô cùng đáng trân trọng. Bản mệnh không giỏi kết giao, không giỏi ăn nói, chỉ cặm cụi làm ăn, chứng tỏ năng lực của bản thân, nên bước đầu hay bị gặp thiệt thòi, bị đánh giá thấp. Bạn nên làm việc với những người trao cơ hội và biết tận dụng lợi thế của mình để phát triển, không nên cố duy trì những việc khiến mình thấy mệt mỏi. Người tuổi Quý Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ cận kề và có trong tay vài giải pháp mỗi khi tình huống xảy ra. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của người tuổi Quý Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy nhiên, có thể bị nhìn nhận là nhút nhát. Người tuổi Quý Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mà chưa cân nhắc kỹ càng, đầy đủ các phương án. Trong những tình huống đòi hỏi sự nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra phương án xử lý chớp nhoáng,
không thể tìm được người nào phù hợp hơn người tuổi Quý Mão. Với bề ngoài mềm mại, nhạy cảm, người tuổi Quý Mão có đời sống nội tâm rất phong phú, cảm xúc của họ có thể thay đổi nhanh như thời tiết. Họ vừa vui lại có thể buồn ngay. Luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, người tuổi Quý Mão hiếm khi cao giọng hoặc tỏ vẻ khó chịu quá mức. Đôi khi, nếu cơn giận lên đến tột đỉnh, họ có vẻ khó kiềm chế được mình, nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh chóng sau cơn giông bão ngày hè. Tốc độ thay đổi cảm xúc cũng như dòng nước chảy, suy nghĩ thường khiến họ cảm thấy nôn nóng. Người tuổi Quý Mão không thích lãng phí thời gian và khó lòng hiểu nổi vì sao người khác không nhanh nhẹn như mình. Điều này có thể khiến cho những người xung quanh khó chịu, nhất là những ai nếu họ coi sự thiếu kiên nhẫn của người tuổi Quý Mão là biểu hiện của thói khinh bỉ, ngạo mạn. Trong công việc, người tuổi Quý Mão thường lặng lẽ nhưng hiệu quả và trí nhớ rất tốt. Được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực, họ rất trung thành với chủ. Đồng nghiệp đánh giá cao sự tử tế, tính khiêm tốn, sự cẩn mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc rất tế nhị. Tuổi Quý Mão không nên dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Đừng bao giờ xin lỗi cho những quyết định bạn đưa ra khiến người khác phiền lòng. Cuộc đời của bạn, bạn có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình. Bạn không có trách nhiệm phải đi làm vừa lòng ai cả. Miễn bạn không hại đời, không tổn thương người, không chà đạp lên bất kỳ ai trên con đường bạn chọn là được. Đã đến thời điểm bạn xứng đáng được hưởng sự ưu tiên, chứ không phải cứ mãi hy sinh, chịu đựng vì người. Biết điều, lắm lúc lại là thứ khiến bản thân mình đau lòng nhất, tổn thương nhất, mệt mỏi suy tư nhất. Vì thế gian chỉ đòi thêm chứ ít khi trả lại. Cứ mãi chịu đựng, cứ mãi biết điều, cứ mãi hy sinh, vì lợi ích, vì tiếng cười của số đông mà lại khiến bản thân trở thành số ít, nhận được sự thiệt thòi, cô độc trong đêm, cô đơn vì biết điều. Người tổn thương nhất lại là người tử tế nhất, chẳng phải đáng buồn lắm hay sao? Đừng để tâm trí của bạn, vui buồn của bạn, nụ cười của bạn phụ thuộc vào lời nói hay tâm tình, sự ngọt ngào của người khác. Trong cái giai đoạn ở vũng trũng này, hãy dám đấu tranh cho bản thân mình, dám tin tưởng và sống đúng với những dòng cảm xúc của bản thân. Và hãy nhớ, sự đổ vỡ ở hiện tại là cắt lành ở tương lai. Người bỏ ta đi hoặc không giúp đỡ ta ở những thời khắc khó khăn, tức duyên của ta rất mỏng, chỉ đồng hành một đoạn phù hoa như vậy. Tất cả mọi thứ nhọc nhằn, phụ bạc ở ngày hôm nay là sự giải thoát của nghiệp quả, là sự nhẹ nhàng của nhân duyên cho những đoạn chuyển cảnh bạn sắp bước ra và rực rỡ, sặc sỡ ở phía sau này. Vậy nên đừng quá bận lòng. Còn về công việc, sớm thôi bạn sẽ có sự khởi đầu. Cuộc đời một con người không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Nó giống như việc khi gần đến đích có bao giờ ta chạy chậm lại đâu. Khi càng có tuổi, càng có sự trưởng thành. Không bao giờ là trễ để bắt đầu tăng tốc độ đường đời. Vậy, sự nghiệp của người tuổi Quý Mão trong cuối năm 2023 gặp những biến động gì? Ưu điểm của Quý Mão là rất chăm chỉ, nhìn đâu cũng ra tiền, nhìn đâu cũng ra việc. Và cái hay là Quý Mão có đủ khả năng lẫn sự năng động để bắt kịp thời với những biến động của thời cuộc. Nhược điểm của Quý Mão cũng là chăm chỉ, đôi khi ôm đồm công việc mà không đủ sức làm hết, khiến nhiều việc dở dở dang dang. Đôi khi họ mãi làm quá mà quên mất nghỉ ngơi, gây căng thẳng áp lực. Nhược điểm nữa của Quý Mão là mơ mơ mộng mộng, để rồi cuộc đời thức tỉnh một cách thô bạo. Họ thích tiền nhưng không vì thế mà đánh mất bản chất. Những việc hại mình hại người đều không bao giờ bạn chấp nhận, kể cả là tiền tấn. Vì làm ăn chân chính nên Quý Mão đi chậm chân hơn đối thủ. Tuy nhiên, chậm nhưng chắc, cứ tằng tằng mà tiến, đến lúc về đích khá vững vàng, khó ai bì kịp. Nhưng vì tính do dự, người tuổi này hay bỏ lỡ cơ hội đổi đời mà thành công thường đến muộn, tiếc thay. Trong cuối năm 2023, với sự hậu thuẫn của trời đất, vận may sẽ trở lại với tuổi Quý Mão trong tất cả những lĩnh vực của công việc. Dù là tiếp tục sự nghiệp hay khởi đầu công việc mới, đây được coi là mùa xuân của Quý Mão. Đây là lúc Quý Mão cần vực dậy ý chí của bản thân, cần kiên cường trở lại, cần dám nghĩ dám làm để tận dụng thời cơ mà gieo trồng phát triển sự nghiệp. Với Quý Mão đã về hưu, thời gian ban đầu, bản mệnh sẽ cảm thấy hụt hẫng, buồn tay buồn chân và chán nản vì không có việc gì để làm. Nhưng sau một thời gian, đường số sẽ thấy mình được nhàn hạ, không còn phải lao tâm khổ tứ, suy nghĩ ngược xuôi, cũng có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và dành cho gia đình. Vậy nên trong năm, cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Hãy làm những việc mà mình thích để cuộc sống hàng ngày thêm phần thú vị. Với Quý Mão đang trong môi trường kinh doanh, rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Đây là lúc nên hiện thực hóa các cơ hội của bản thân mình. Về cơ bản, Quý Mão không có duyên số bán hàng giả hàng nhái. Họ có duyên kinh doanh những vật phẩm thời thượng hoặc nhu yếu phẩm cao cấp hoặc vật liệu xây dựng chất lượng tốt. Lẽ dĩ nhiên, những mặt hàng này cần vốn lớn.
Lẽ dĩ nhiên, những mặt hàng này cần quan hệ rộng. Tuy nhiên cần nhớ, mưu sự tại ta, thành sự tại nhân. Nhớ để tránh, vì dự định của Quý Mão rất hay dựa trên nền tảng là sự hứa hẹn của người khác. Giả sử người khác tuân thủ lời hứa thì Quý Mão được nhờ. Giả sử người khác coi thường lời hứa thì Quý Mão lao đao. Nhớ để học cách đừng quá tin tưởng, học cách hiểu và chờ đường lui cho bản thân. Để dù đối tượng mình nhờ có trợ giáo, vẫn còn có con đường khác để đạt được ước mong. Cần lưu ý một số mặt hàng trong suy nghĩ của Quý Mão là rất tốt, rất cần, ý tưởng rất hay. Nhưng thời thế chưa tới thì người tiêu dùng chưa chắc đã cảm nhận vậy. Giống như mùa hè mà bán cháo, mùa đông mà bán kem. Nóng thì bắt ăn nóng, lạnh thì bắt ăn lạnh, khó mà tìm được nguồn khách hàng trung thân. Với Quý Mão đang làm tự do, doanh nghiệp, bạn đã ủ mưu bao nhiêu lâu, bạn đã ấp ủ bao nhiêu dự định, nhưng tại sao bạn vẫn không làm? Là vì bạn hèn hay vì bạn kém? Là vì bạn không có mắt nhìn hay vì bạn không có tài năng? Đều không phải, là vì trời đất không cho bạn một ngọn gió để bạn có thể bay cao. Cuối năm 2023 này, ngọn gió đông đấy sẽ đến, thúc đẩy người tuổi Quý Mão lao nhanh như vũ bão. Vậy nên, hãy dám nghĩ dám làm, hãy dám bước ra khỏi ao tù nước động, sống sao cho khỏi uổng phí với năng lực mình đang nắm giữ. Tuy nhiên, dù làm gì, Quý Mão cũng cần phải nhớ, mệnh của họ vốn là mệnh đi về sau càng thuận, nên thành quả đầu đời tuy có, nhưng cũng chỉ như đóa phù dung, sớm nở tối tàn, tức là chưa bền và chưa rực rỡ, cố gắng nhiều nhưng thành quả chưa xứng đáng. Mệnh của tiến chủ là tay trắng làm nên cơ nghiệp, thành tựu lớn hơn khi tự mình phấn đấu, nên làm thuê trước, đến khi làm chủ sẽ thấu hiểu nhân tình thế thái mà thành tựu thăng hoa. Còn cái chất uy tín, trách nhiệm, sở lợi, không lo thiệt, hoàn thành công việc trước, tính toán thiệt hại sau thì vẫn cứ mãi duy trì bạn nhé. Cuối năm 2023 là thời điểm đánh dấu sự đổi mới trong công việc của Quý Mão, là lựa chọn tiền đề cực kỳ quan trọng cho câu trả lời. Quý Mão sẽ đi đường nào để thành công viên mãn đến tận cuối cùng? Đây là thời điểm cần hết sức chú tâm và cũng cần đặc biệt lưu ý. Có những thứ tuy ta đã làm từ lâu nhưng duyên của ta với nó đã tận. Có những việc tuy ta đã dốc hết sức và nhiều nhưng cũng chỉ là một bậc thềm quá độ, chẳng thể nào đạt được sự tư thành sang thân. Vậy thì đừng ngần ngại mà bỏ qua nó, tàn tro của nó sẽ là chất dinh dưỡng đầy đủ cho sự phát triển ở tương lai. Cái quan trọng là ta đã đủ giỏi, kinh nghiệm đã đủ đầy. Vậy, tài lộc của bản mệnh trong cuối năm 2023 có đem lại cơ hội đổi đời, trở thành tỷ phú sau một đêm hay không? Dưới tác động của cục diện nhị hợp, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Quý Mão sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ, chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với người làm đầu tư, theo tử vi cuối năm 2023, tuổi Quý Mão, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế đấy. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu gặp chút trở ngại đi chăng nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục, thì tuổi của bạn sẽ sớm vượt qua. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra. Tiểu hào cho thấy bạn có thể tốn tiền cho các hoạt động chi tiêu mua sắm. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích tinh thần làm việc. Song đừng nên vung tay quá trớn, mua những món hàng vượt quá khả năng chi trả của mình. Tốt nhất, bạn cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao hơn trong tương lai hoặc cho những tình huống bất ngờ. Vậy, tình hình gia đạo tuổi Quý Mão thời điểm này sẽ êm đềm hay sóng gió? Đường tình duyên là một trong những điểm sáng trong vận trình của người tuổi Quý Mão trong cuối năm 2023 này. Bạn có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình đầm ấm, giảm mâu thuẫn cãi cọ. Với các cặp đôi, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít. Thậm chí, hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng phải những khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe, cổ vũ cho nhau, thậm chí cùng nhau thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. Dù mệt mỏi đến mấy, về đến nhà, bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, cùng nhau trao đổi, dạy dỗ con cái. Bởi đôi bên đều hiểu được rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Đôi khi, rắc rối về tình cảm xảy đến thường là khó tránh. Chỉ là Quý Mão hãy nhớ, bức tranh tình cảm đầu tiên mà họ vẽ có thể khuyết chẳng vẹn toàn. Nhưng bức tranh tình cảm phía sau, khi năm 2023 kết thúc liền kề, lại ẩn tàng nhiều sự tròn trịa, lắm sự viên mãn ở xung quanh. Vậy nên, đừng quá bận lòng.
Vậy, sức khỏe tuổi Quý Mão cuối năm 2023 có gặp nguy hiểm gì không? Tuy nhiều phương diện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của người tuổi Quý Mão lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể dễ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, bạn đã làm việc quá vất vả. Nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân làm việc quá sức, kẻo đổ sông đổ bể. Trên lĩnh vực tinh thần, bạn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc. Quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng. Về vận hạn tuổi Quý Mão trong cuối năm 2023, hạn tiền bạc không có, chủ yếu là tự tiêu, tự phung phí, tự hưởng thụ. Đây là do mình, không phải do hạn. Cần cẩn thận, tháng 11 cuối năm 2023. Hạn về tai nạn xe cộ, không nặng và quẹt nhẹ. Hạn chế vừa đi xe vừa tung tăng nghe nhạc. Hạn về tình cảm mối quan hệ, thị phi, bị ghét bỏ, đố kỵ, ghen tị. Chủ yếu vì Quý Mão không biết tém tém lại cái bản tính của mình. Nên tuy không phải khoe khoang nhưng người khác lại đánh giá Quý Mão đang khoe khoang, thể hiện. Hạn về sức khỏe vẫn là các bệnh dạ dày, tiêu hóa kém, đau đốt cuối cột sống, bệnh về da. Hóa giải vận hạn và đôi điều tâm sự. Bạn có nghe thấy lời nhắc mệnh quen thuộc này không? Nhàn cư vi bất thiện, tức khuyên chúng ta phải biết lao động, giữ gìn cho bản thân mình luôn trong trạng thái bận rộn để tạo ra của cải vật chất, giúp ích cho đời. Và đấy là một trong các cách hóa giải cho vận hạn của tuổi Quý Mão. Nhưng không có nghĩa cứ đến cuối năm 2023, bản mệnh lại ôm đùm quá nhiều công việc, cứ vừa làm vừa rèn luyện sức lực của mình để trở thành con người xuất sắc. Vào năm tuổi, cuối năm 2023 được đánh giá là khá khó khăn và có nhiều thay đổi đối với người tuổi Mão. Tuy nhiên, vận trình xuyên suốt không hề quá xấu, vẫn xuất hiện những cơ hội tốt để đường số nắm bắt. Hãy chú ý cơ hội mà quý nhân mang tới. Người thân tuổi Tuất. Quý nhân tuổi Mão trong cuối năm 2023 đầu tiên phải kể tới tuổi Tuất. Đặc biệt, nếu đó là người thân của bạn thì sẽ thật tuyệt vời. Người tuổi Tuất được cho là người sẽ mang tới nhiều sự hỗ trợ và chỉ điểm kịp thời cho tuổi Mão sớm vượt qua những khó khăn trong năm tuổi. Dù là công việc hay trong cuộc sống thường ngày, hai con giáp này có sự bao dung và thấu hiểu cho nhau nên mối quan hệ rất hòa hợp, đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Người quen tuổi Mùi. Với các mối quan hệ tương hợp, hai con giáp này chắc chắn không chỉ hợp tác vui vẻ trong công việc, mà trong cuộc sống thường ngày cũng có thể trở thành những người bạn tốt hết mình vì nhau. Trong mối quan hệ bạn bè, người tuổi Mùi có sự khôn khéo, tuổi Mão lại biết cách lắng nghe nên nhìn chung giữa hai người hiếm khi xảy ra xung đột nào quá nghiêm trọng. Ngoài ra, có rất nhiều chủ đề chung giữa hai con giáp này. Cả hai có thể động viên, giúp đỡ nhau rất nhiều, tạo cho tuổi Mão sự tự tin để vượt qua khó khăn trong năm nay. Người làm việc chung tuổi Hợi. Người tuổi Hợi và người tuổi Mão rất hợp để làm ăn chung trong cuối năm 2023. Trong quá trình hợp tác, cả hai có thể tìm được sự ăn ý và lý tưởng giống nhau. Tuy giữa hai người vẫn còn một số mâu thuẫn và có thể sẽ xảy ra một số cuộc cãi vã nhỏ nhỏ, nhưng ở mức độ không quá nghiêm trọng, cả hai sẽ sớm làm hòa. Do đó, tuổi Mão nên chọn cộng sự, đối tác làm ăn trong cuối năm 2023 là người tuổi Hợi. Lời nhắc mệnh dành riêng cho người tuổi Quý Mão: nếu bạn tỏ ra sợ hãi, sẽ không ai dũng cảm thay bạn. Nếu bạn tỏ ra yếu mềm, sẽ không ai thay bạn kiên cường. Trên con đường nhân sinh đầy gian nan này, có những lúc bạn phải bước đi một mình, bởi vì sẽ không có ai nguyện đi cùng bạn mãi mãi. Giữa đêm tối mịt mù, một nhà sư khổ hạnh quyết định lên đường đi tìm Đức Phật giúp đỡ. Trên đường, ông đi qua một ngôi làng hẻo lánh, nhà sư rẽ vào con hẻm tối và nhìn thấy một ánh đèn mờ mờ đang đi tới. Một người dân đi bên cạnh nói, người mù đang đến. Sau đó, nhà sư trông thấy một người đàn ông đang cầm chiếc lồng đèn, lặng bước đến. Nhà sư bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Anh ta là người mù, vốn không có khái niệm về ngày đêm, không nhìn thấy chim muông hoa lá, núi sông vạn vật. Ngay cả ánh đèn như thế cũng không biết tại sao anh ấy lại lựa chọn cho mình một cái đèn lồng mang theo. Nó chẳng phải vô ích đối với một người mù hay sao? Khi người mù đến ngay bên cạnh, nhà sư bèn hỏi, thí chủ có phải là một người mù không? Người mù trả lời, đúng vậy, tôi đã bị mù từ khi đặt chân tới thế gian này. Nếu đã không nhìn thấy, tại sao anh lại mang theo cái đèn lồng? Người mù nói, bây giờ chẳng phải đang là ban đêm sao? Ta nghe nói, trong đêm tối không có ánh sáng, vậy thì khắp thiên hạ đều sẽ không nhìn thấy gì giống như ta, vậy nên ta mới thắp đèn lồng. Nhà sư dường như giác ngộ được điều gì đó và nói, vậy là anh đang soi sáng cho người khác. Nhưng người mù lại nói, không, tôi làm cho chính mình. Nhà sư sửng sốt,
tại sao lại là cho chính mình? Người mù nói, chiếc lồng đèn này không chỉ có thể chiếu sáng cho người khác, mà nó còn giúp người khác có thể nhìn thấy tôi để người khác không va vào tôi. Nó vừa giúp người khác, cũng là vừa giúp chính tôi. Nhà sư trầm ngâm một hồi lâu rồi ngẩng mặt lên trời và thở dài. Ta bôn ba khắp thế gian tìm Phật mà quên mất rằng Phật ở ngay bên cạnh ta. Phật tính cũng giống như một ngọn đèn, chỉ cần thắp lên, cho dù ta không nhìn thấy Phật, Phật cũng thấy được ta. Cảm ngộ, chúng ta đi trên đường đời chính là hành trình của trái tim về sự hoàn thiện, hay là một đóa hoa với sức sống mạnh mẽ trên con đường sinh mệnh của mình. Trên đời này, bạn có thể thua bất cứ ai, nhưng bạn không được thua chính mình. Trong mọi việc, hành động là liều thuốc tốt nhất để chữa trị sự sợ hãi, còn lưỡng lự, trì hoãn lại không ngừng nuôi dưỡng sự sợ hãi. Rất nhiều người muốn cải thiện thế giới này, thế nhưng chẳng mấy ai muốn cải thiện bản thân, muốn tự mình gắng lên một bước. Đường có xa hơn nữa, từng bước vẫn đi hết. Đường cho dù ngắn chừng nào, không động đôi chân cũng chẳng thể tới đích. Trong kiếp nhân sinh, dựa vào chính mình mới thực là vững chắc. Nếu bạn tỏ ra sợ sệt thì sẽ không có ai dũng cảm thay bạn. Nếu bạn mềm yếu, sẽ không có ai thay bạn kiên cường. Nhưng những người có trái tim mạnh mẽ thật sự, khi đối diện với khó khăn, họ sẽ cố gắng hết sức, dựa vào bản thân để giải quyết vấn đề thay vì nhờ vả người khác. Bởi vì họ biết rằng cuộc đời không có con đường tắt, dù ở thời điểm nào, điều đáng quý nhất của con người chỉ có thể là chính mình. Mong mỗi người chúng ta luôn thắp sáng được ngọn đèn trong tâm, chiếu sáng cho người khác cũng là soi sáng cho chính mình. Thần tài chấm sổ vàng hé lộ tuổi Quý Mão 1963, từ 61 tuổi đến 65 tuổi, vận đỏ như son, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang nứt vách, chỉ cần tránh ba điều này. Nhìn xem số mạng Quý Mão như vàng tây trắng có ngày giàu sang, tiền vận vất vả khó con, trung vận khỏe mạnh làm ơn hơn người. Trai thì lại có lắm nghề, bụng người ngay thẳng không hề tham lam, mùa thu xanh đặng thuận mùa, mùa hạ hỏa khắc phải rời đuổi thay. Bụng người cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai, nếu tu thì phước lại tăng. Tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi, tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tuổi già vinh hiển giàu sang hơn người. Vâng, thưa cô bác tuổi Quý Mão 1963, trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ về cuộc đời tuổi Quý Mão trong 5 năm tới mà chưa ai từng tiết lộ. Có lẽ nhiều cô bác ở đây đều muốn nắm bắt vận trình tương lai của mình trong 5 năm tới để đón lộc tránh hỏa phải không nào? Thế nhưng, thời thế luôn thay đổi, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Duy nhất chỉ có tuổi Quý Mão có cú lội ngược dòng ngoạn mục, làm chấn động giới tử vi. Theo đó, con giáp này được dự báo sẽ rũ sạch vận đen, có một giai đoạn thịnh phát, lấy lại những gì đã mất sau khi phải trải qua. Không ít nỗi cay đắng tủi nhục, không ngóc đầu lên nổi. Vì vậy, bạn hãy kiên trì cố gắng đừng bỏ cuộc giữa chừng để nắm bắt vận may hiếm có thời điểm này. Khi đó, bạn sẽ được sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, không ai có thể sánh bằng. Vậy, vận mệnh của tài lộc, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe của tuổi Quý Mão 5 năm tới sẽ biến động ra sao? Bạn hãy để lại ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở phía dưới video này để ban biên tập chương trình giải đáp trong thời gian sớm nhất và chuẩn xác nhất nhé! Ngay sau đây, hãy cùng Phú Quý Phát Tài chiêm nghiệm phần luận giải chi tiết. Thưa quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, bước qua tuổi 60, cuộc sống trở thành một hành trình đầy chênh vênh và đầy cảm xúc. Đó là thời điểm mà nhiều cô bác đã về hưu và bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Một số người vẫn rực rỡ, năng lượng dồi dào như những ngọn nến cháy đỏ, thỏa sức khám phá thế giới và tận hưởng mỗi khoảnh khắc. Họ đi du lịch, tham gia các hoạt động xã hội và thực hiện những ước mơ đã từ lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Có những cô bác mang trong lòng những nỗi phiền muộn và lo lắng. Họ tự hỏi rằng ở tuổi này còn sức gì để phấn đấu hay thăng tiến nữa. Khi tuổi già ập đến, đa phần đều lo sợ và chuẩn bị chờ chết thôi. Tuy nhiên, đó là quy luật tự nhiên, dù không muốn nhưng ta cũng phải dần chấp nhận. Dù có những cô bác tuổi Quý Mão đang phải đối mặt với ốm đau và khả năng giảm sút, chớ lo lắng buồn phiền. Hãy tìm những niềm vui và ý nghĩa trong những việc mà bạn có thể làm, dù nhỏ nhặt như viết thư, trồng cây hay dành thời gian bên gia đình và bạn bè. Cuộc sống của cô bác tuổi Quý Mão hiện đang trải qua những biến động như thế nào? Có gặp vấn đề gì không? Hãy chia sẻ ở phần bình luận dưới video để vơi bớt nỗi lo lắng buồn phiền của bác nhé! Cuộc hành trình của Quý Mão đến tuổi xế chiều nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Xét về quá khứ, đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả,
đã bao lần Quý Mão chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Cuộc hành trình trung vận 10 năm qua đầy sinh động của Quý Mão. Và giờ ở cái đoạn hậu vận này cũng là thời điểm mở ra một đoạn mới của bản thân mình. Nên 2022-2023 không chỉ đơn giản là năm của sự kết thúc hay khởi đầu. Nó là năm của sự chuyển giao của việc bước sang trang mới, là thời điểm của tiếng chuông ngân nga hậu vận được vang lên, cho Quý Mão đổi sang khung cảnh mới trong cuộc đời mình. Trong quá khứ không thể nói là Quý Mão không có thành quả. Họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả. Còn với Quý Mão, 10 phần khả năng của họ cùng 20 phần nỗ lực của thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may hay là vì nhân tâm, nhân tính. Hay giản đơn là tiền vận của Quý Mão quy định rằng họ không được hưởng đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn hậu vận của họ phía sau này. Thử tưởng tượng một cái nền nhà mất 10 năm để xây, ắt đủ mạnh, đủ cứng, đủ vững để Quý Mão có thể dựng lên những lâu đài nguy nga trong mong mỏi của bản thân mình. Trải nghiệm của Quý Mão là vô cùng phong phú, nó là đoạn thăng trầm lên voi xuống chó. May mắn có, đen đủi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan, bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà chịu chịu dòng cảm xúc vần xoay, rèn tâm luyện tính cho Quý Mão. Hình thành nhân cách, tư duy, khai mở trí tuệ, vận trình và biến Quý Mão trở thành một con người nội tâm tình cảm, truy tự lập và nhiều tự trọng. Cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng thành tựu trong Quý Mão. Trước khi bước vào những ngày tháng đầu tiên trong 5 năm tới, Quý Mão hãy chiêm nghiệm đôi điều. Một, người ta bảo nếu lọ lem quay lại nhặt chiếc giày thì cô ấy đã không có cơ hội trở thành công chúa. Vậy nên đừng nuối tiếc những gì đã qua vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho ta những gì đã mất. Quý Mão không phải lọ lem nhưng họ cũng cần làm những điều tương tự, tức không quay lại nhặt giày vì sẽ không kịp cho những sự kiện ở phía sau. Cái gì đã xảy ra hãy chấp nhận, cái gì đã không thể thay đổi thì hãy mặc kệ điềm nhiên. Không cần vấn vương quá khứ cũng không cần nuối tiếc sự đã qua. Đế chế mà bạn muốn hay những điều rực rỡ bạn truy cầu vốn là thứ đang nằm đợi bạn ở tương lai. 2. Người ta bảo trẻ con nói mọi thứ cho thiên hạ, còn người trưởng thành lặng yên mà giữ mọi thứ cho bản thân. Nói ít làm nhiều để thành công dựng lên lời văn thay cho miệng của bạn là phong cách trước đến giờ của Quý Mão. Mọi sự trên đời đều có cán cân đo đạc, bạn không cần phải giải thích với những người mang định kiến với bạn, cũng không cần phải khao khát ai đó tin tưởng mình. Bạn chỉ cần tin ở bản thân, yên lặng mà tiến, cầm cụi mà làm, rồi thành tựu của bạn sẽ thay lời muốn nói hoặc cất tiếng gầm vang. 3. Sơ tâm là thứ người ta hay quên, sơ tâm là cái tâm bản sơ, nguyên thủy nhất của chính mình. Quý Mão có còn quên mong muốn của bản thân ở thời khắc vào đời, có còn quên lời hẹn ước với người thương, trách nhiệm mình muốn gánh, hay những khinh thường mà người đời đã trao. Vẫn biết bạn ngại bon chen, cũng lười tranh giành, cũng chán cái cảnh ngược xuôi chiến đời đống người. Nhưng với cái tâm tư luôn mong nhiều điều tốt đẹp cho người mình thương, với cái sơ tâm giàu lòng nhân, tự trọng và mong tự lập, thì ắt sẽ không thể nào đứng ngoài cuộc chơi, bình thản cuộc đời trong giai đoạn này. Nên nhớ một chút về sơ tâm không phức tạp hóa mọi sự làm gì. Cái gì vui thì ta làm, cái gì thích thì ta khởi động, cái gì hay thì ta thực hiện, mà cái gì khiến ta mỏi mệt thì sẵn sàng bỏ ngỏ không màng. Vận khí của người tuổi Quý Mão được dự báo là sẽ có nhiều biến động trong khoảng 5 năm tới, và phần lớn mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. Theo đó, trong 5 năm tới, những người tuổi Quý Mão sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào thời gian này, vận khí của bạn có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng. Công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng ngày càng ổn định và có phần dư giả hơn trước rất nhiều. Trong 5 năm tới trở lại đây, nó có cơ hội thay đổi công việc hay nhận được lời mời hợp tác, miễn là phù hợp với sở thích hoặc chuyên môn của bạn. Vậy thì hãy nắm chắc cơ hội. Đôi khi thời cơ đến khá bất ngờ, hãy lạc quan và mạnh dạn hơn, ngay cả khi bạn thường không dám chấp nhận rủi ro, lo ngại bước ngoặt trong vận mệnh của mình có thể sẽ không suôn sẻ, thì bạn vẫn có thể cố gắng thử thách bản thân và làm việc chăm chỉ để thoát khỏi vòng kim kẹp của vận đen trong những năm trước đó. Đặc biệt, cơ hội đầu tư tốt sẽ tới với những người làm kinh doanh buôn bán, giúp bản mệnh có thể gặt hái thành tựu vang danh, tiếng lành đồn xa.
Qua đó, uy tín của Quý Mão ngày càng được củng cố, khách hàng kéo đến nườm nượp, tất nhiên sẽ kéo theo lợi nhuận tăng vọt. Nếu bạn có biết áp dụng phương pháp quản lý tài chính phù hợp, hoàn toàn có thể lật ngược tình thế và được thần tài đồng hành trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, trời sinh những người tuổi Quý Mão có tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác. Cũng chính vì thế nên xung quanh tuổi Quý Mão có nhiều quý nhân phù trợ. Điều này giúp bạn luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, con giáp này có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn. Vậy với những tính cách này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sự nghiệp tài lộc của Quý Mão 5 năm tới? Trong 5 năm tới, vận trình sự nghiệp của con giáp này ngày càng ổn định, thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm, bản lĩnh của bạn cũng được rèn giũa vững vàng qua quãng thời gian chịu nhiều thách thức. Rất nhiều thử thách đặt ra đòi hỏi Quý Mão phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Và nếu nắm bắt đúng thời cơ, bạn hoàn toàn có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân luôn mong mỏi. Không cần biết thời gian trước khó khăn hay thất bát ra sao, thời gian này bạn càng chủ động và xông xáo, sức bật càng mạnh, càng nhanh chóng quét sạch mây mù, bước lên đỉnh vinh quang. Công việc thuận lợi sẽ mở ra thời kỳ hưng thịnh cho bản mệnh 5 năm tới. Điều này cho thấy bạn nên tập trung vào công việc chính để thu nhập ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đó cũng chính là nguồn thu bền vững, ít rủi ro. Giai đoạn này, bạn được khuyên nên gia tăng tích lũy, không được dốc sức đầu tư quá nhiều, khiến bản thân bị phân tâm. Việc gì cũng nhúng tay vào sẽ không có đủ sức để chu toàn tất cả. Không khéo còn sôi hỏng bỏng không, chỉ cần cố gắng duy trì được sự ổn định, Quý Mão hoàn toàn có thể tích lũy được nguồn tài sản phong phú. Nhưng cứ mải mê chạy theo xu hướng, bạn có thể đánh giá tình hình sai lầm bằng những suy nghĩ quá non nớt của mình. Một khi không kiểm soát được lòng tham, bạn có thể bị tổn thất nặng nề. Đối với người làm kinh doanh, bạn có thể đưa ra quyết định mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng để lợi nhuận tăng tiến nhanh hơn. Nhìn chung trong những năm trở lại đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Quý Mão nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Chỉ cần 5 năm này là họ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở, con giáp này sẽ không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng may mắn, cuộc sống lên hương ít ai sánh bằng. Quý bạn tuổi Quý Mão có biết không, người giàu thường dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn, bí quyết nằm ở 5 điều này. Tư duy và lối sống của một người sẽ quyết định họ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày. Thật vậy, tư duy kiếm tiền của một người sẽ quyết định người đó trở thành người nghèo hay người giàu. Một khi bạn có tư duy giàu có của người giàu, thì thành công đối với bạn chỉ là vấn đề thời gian. Về vấn đề này, có 5 tư duy kiếm tiền mà không phải ai cũng biết, càng không có gì lạ khi người giàu ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Đầu tiên, đầu tư thật nhiều các lĩnh vực khác nhau. Trong quá trình tích lũy tài sản, người giàu thường có thói quen kiểm kê vốn mà bản thân đang có. Họ luôn hạn chế việc để tiền nhàn rỗi trong ngân hàng, mà thay vào đó đầu tư thật nhiều các lĩnh vực khác nhau. Người giàu sẽ nghiên cứu tìm hiểu các phương án đầu tư khác nhau. Họ chấp nhận rủi ro và đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ xã hội hay các công ty mới thành lập. Thậm chí nếu không đủ vốn lưu động, họ sẵn sàng vay các khoản vay tài chính để thực hiện hoạt động đầu tư. Còn với người bình thường, họ luôn lo lắng, nhìn trước ngó sau, tính toán kỹ càng, thậm chí là bỏ lỡ cơ hội để cuối cùng không đạt được thành tích hay học hỏi được điều gì. Bên cạnh đó, có rất nhiều người chi tiêu hoang phí, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để tận hưởng, mua những đồ xa xỉ mà họ thích, vô hình bỏ qua tầm quan trọng của việc đầu tư tài chính. Thứ hai, duy trì tốt các mối quan hệ cá nhân. Lý do người giàu có sẽ càng giàu hơn là ở các mối quan hệ. Trong quá trình tích lũy tài sản, họ luôn cố gắng xây dựng các mối quan hệ cá nhân với mọi người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và các mối quan hệ cá nhân sẽ giúp họ có nhiều cơ hội tốt để phát triển. Họ sẽ thu nhập được nhiều thông tin từ nhiều nguồn. Đồng thời, họ học hỏi và giao tiếp với những người có năng lực hơn mình, từ đó sớm hoàn thiện bản thân. Thứ ba, nắm vững cách sử dụng thời gian. Những người giàu có là những người biết tiết thời gian. Họ quý trọng từng phút từng giây trong ngày. Họ sẽ lên lịch trình thời gian biểu chi tiết cho ngày. Luôn biết thân biết mình nên làm gì và nắm vững cách sử dụng thời gian.